Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, ở giờ phút này chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của buổi học về giáo lý nhà Phật trong chương trình Bát Quan Trai Giới hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, ở ngoài thế tục người ta có một cái câu rất là hay, đó là hải học vô nhai, tạm dịch là biển học không có bến bờ. Tức là cái kiến thức của từ ngàn xưa người ta tích góp lại cho đến hôm nay, chúng ta được thụ hưởng, chúng ta được kế thừa, chúng ta được học tập, giống như là một cái đại dương, giống như là một cái biển gì đó vô cùng rộng lớn và nó không có bến bờ. Dù cho chúng ta có học, có nghiên cứu, có để tâm theo dõi cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào học hết tất cả những kiến thức ở thế gian. Ở trong cửa đạo cũng vậy. Nếu nói hải học vô nhai dành cho những kiến thức ở thế gian, thì kiến thức của nhà Phật cũng mênh mông vô lượng, nhiều đến nỗi là ngày xưa Đức Phật đã dùng một cái hình ảnh nắm lá trong tay khi đi, khi dẫn Chư Tăng vào trong một khu rừng. Ngài đã hốt một nắm lá lên và hỏi chư tỳ kheo là lá ở trong tay ta nhiều hay là lá ở trong rừng nhiều. Các vị tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn rằng lá trong tay Đức Thế Tôn rất là ít, lá trong rừng rất là nhiều, không thể nào so sánh nổi. Ngang qua đó Đức Phật mới dạy cũng như vậy. Cái mà Đức Phật biết giống như là lá trong rừng, còn cái mà Đức Phật có thể nói cho chúng sanh nghe chỉ là như những chiếc lá trong tay. Do đó mới thấy kiến thức về Phật học cũng là vô bờ vô bến. Chúng ta học cả đời để mong muốn hiểu được một phần rất là nhỏ về con đường giác ngộ mà thôi, chứ không thể nào hiểu được trọn vẹn những lời kinh, những lời pháp mà chư Phật, chư Tổ đã truyền bá cho đến hôm nay. Cho nên việc học Phật của người Phật tử là phải đặt trên tinh thần tinh tấn, không được mệt mỏi. Chúng ta học thế gian, học công việc, học làm ăn, học nghề nghiệp gì đó, chúng ta có thể mệt mỏi. Chúng ta mệt mỏi về cuộc sống, chúng ta mệt mỏi về bao nhiêu những thứ lo toan trong cuộc đời này. Nhưng mà việc học về Phật Pháp là chúng ta không được mệt mỏi. Phải học bằng một cái tinh thần cầu tiến. Mỗi ngày là mỗi một cái sự tích góp những câu, những lời các vị đạo sư, các vị giảng sư mang đến cho chúng ta. Ngay cả những người không quan lâm trên pháp tòa, dù cho người ta khuyên mình một câu niệm Phật, người ta khuyên mình một lời gì hay của Thánh, của Phật, chúng ta cũng phải học. Với tinh thần học, học Phật không mệt mỏi như vậy, trong cả đời này chúng ta mới phần nào hiểu được về tri kiến của nhà Phật. Chúng tôi nói như vậy là để sách tấn tinh thần của hàng Phật tử. Chúng ta đến với đạo tràng Tịnh Xá Lộc Uyển nơi đây cụ thể là mỗi tháng 2 lần, vào ngày rằm cũng như là ngày 30 để thọ bát. Và Phật tử có duyên thì học lại là thì lại được học thêm 4 buổi tối chủ nhật hàng tuần lớp giáo lý. Xuyên suốt như vậy, chúng ta cần phải thể hiện thêm một cái tinh thần cầu tiến. Nếu như Phật tử nào vào trong những cái thời khóa mà cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy giả dượi, vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta là những người không tiêu hóa được pháp. Không có sự tiêu hóa thì ăn Phật pháp, pháp là gọi là pháp hỷ thực, ăn vào không tiêu hóa thì đến một lúc nào đó bội thực, chán nản, ngán ngẩm. Cho nên chúng ta phải thể hiện một tinh thần cầu tiến lên, tinh tấn lên, không được mệt mỏi, và luôn luôn tâm niệm rằng học Phật không bao giờ là đủ. Hôm nay để cung cấp kiến thức cho quý Phật tử về con đường tu hành, cung cấp thêm một tri kiến về giáo lý nhà Phật, chúng tôi xin giới thiệu cho quý Phật tử một đề tài mang tên là đi tìm lỗi cây. Đây là một cái đề tài nói về mục tiêu, nói về động lực, nói về mục đích cuối cùng
mà tất cả dù cho người xuất gia hay hàng tại gia nhắm đến. Chúng ta phải xác định cho được mục tiêu, mục đích của mình là gì. Có xác định được rồi, chúng ta mới tinh tấn, mới phấn đấu và học tập và thực hành, và cuối cùng là thành tựu nó. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm đề tài. Đi tìm lỗi cây là một cái cụm từ, nó chưa phải là một từ, chưa phải là một câu, chỉ là một cái cụm từ thôi các Phật tử. Cụm từ này không có kết cấu chủ ngữ vị ngữ, chỉ là một cái cụm từ nói về hình ảnh của một con người đi tìm, mà cái mục tiêu ở đây là lỗi cây. Như vậy cái người đi tìm ở đây là người thợ gỗ. Một người tìm cái lõi của cây để về mục đích là sử dụng nó đóng bàn, đóng ghế, đóng giường, làm nhà, làm vách, vân vân. Các bạn tự biết lõi cây là gì không? Lõi cây là cái phần ở bên trong của cây. Nó không có ruột, mình nói ruột cây cho nó dễ nghe, nhưng mà nó là lõi cây, cái phần cốt lõi ở bên trong cây. Cái từ lõi cây ở đây là nói về cái cốt lõi của cây. Cây mà không có lõi là một cái cây yếu ớt, cây không tồn tại lâu dài. Cây nào cổ thụ đều để là một cái lõi ở trên cuộc đời, và người ta sử dụng nó thiên thu bất tận. Sở dĩ có một cái câu là nghìn năm cây sống thành danh mộc, trăm tuổi người thành bậc quế nhân. Cái câu chính xác của nó là như vậy. Nhưng mà sau này mình nói cái từ dễ nghe là trăm tuổi người thành bậc quý nhân. Sở dĩ cây trên rừng được gọi là danh mộc, danh mộc là cây gỗ có tiếng ấy, là nó phải sống cả ngàn năm, nó để là một cái lõi. Người ta làm cái gỗ. Người cũng vậy, người sống trăm tuổi trở thành quý nhân để đức lợi cho con, cho cháu. Cái từ lõi cây cũng ví dụ cho mục đích tồn tại trên cuộc sống này của con người. Con người chúng ta tồn tại trên đời này, ai cũng đều có một cái mục đích sống, ai cũng đều có mục tiêu sống. Nếu như người sống không có mục đích, người sống không có mục tiêu, người này người ta gọi là người sống vô hồn. Sống không biết để làm cái gì, mục tiêu sống để làm cái gì. Nếu không có mục tiêu, nếu không có mục đích thì sống rất là vô hồn. Những người vô hồn sa đọa trong những cảnh ăn chơi bài bạc, rượu chè, bê bét, vân vân. Sống không có mục tiêu, tồn tại của họ chỉ là làm phiền cho gia đình, cho xã hội. Và đối với lại người tu hành trong đạo Phật chúng ta, chúng ta cũng có một mục tiêu. Chúng ta cũng phải có một cái lõi cây để mà đi tìm. Để cho quý Phật tử thấy được cái lõi cây của mình cần phải tìm là gì, cái mục tiêu mà người Phật tử cần phải hướng đến là gì, chúng tôi chợt nhớ đến một câu chuyện về tâm lý học. Một hôm nọ ông đi và ông dạy cho các vị sinh viên ở trong giảng đường. Ông mới đem theo một cái keo, cái keo một cái lọ các Phật tử. Trước mắt các học trò đang nhìn ông như vậy, ông lần lượt bỏ vào cái keo này những hòn đá cuội. Những hòn đá nó vừa lọt vào cái miệng của cái keo. Ông bỏ khi nó đầy rồi, ông lại tiếp tục bỏ vào những hòn đá lớn. Một số hòn đá lớn nó lọt qua những cái khe của những viên đá cuội đó. Rồi tiếp tục ông bỏ thêm những hòn sỏi nhỏ hơn, nó lọt vào từng khe. Ông mới hỏi các học trò mình rằng là cái keo này đã đầy chưa? Các bạn sinh viên nhìn thì nói là nó đã đầy rồi thưa thầy. Thế là ông tiếp tục bỏ cát vào, ông lắc lắc một chút thì cát nó đầy trong những cái lọ. Rồi ông tiếp tục hỏi các bạn là cái keo này đã đầy chưa? Một lần nữa các sinh viên mới trả lời là đã đầy rồi. Thế là ông đổ vào thêm một cái chai nước và nước nó đầy cái keo. Sau đó ông mới hỏi học trò mình rằng qua hình ảnh cái keo với những lần bỏ đá cuội, đá lớn, rồi hòn sỏi, cát và nước như vậy, các bạn rút ra được một bài học gì? Thì các sinh viên này mới trả lời á,
Một bài học rút ra ở đây là trong cuộc sống này, dù cho bế tắc cỡ nào, chúng ta vẫn có một cái phương pháp để tháo gỡ nó. Dù cho một cái thử thách trong gai nào, chúng ta cũng có cách để vượt qua nó. Sau khi nghe sinh viên trả lời như vậy, thầy rất là vui, cho một tràng pháo tay tán dương tán thưởng, và nói em có một cái rút ra được một cái quy luật rất là tốt. Quả nhiên đúng như vậy, cuộc sống này dù cho có khó khăn, có trở ngại nào đi chăng nữa, với một người có ý chí, với một người có nghị lực, chúng ta vẫn tìm ra cách để vượt qua, để chiến thắng nó. Bởi vì người ta nói là gì? Đời không giông bão, đời không sáng, đạo chẳng gian nan, đạo chẳng thành. Cái bầu trời muốn quang đãng, muốn trong sáng, phải vượt qua những cơn mây mù giông tố, sau cơn mưa trời mới sáng. Đối với trên đường đạo cũng vậy, không thử thách trong, không trong gai, không có bao nhiêu những cái cạm bẫy, những cái cám dỗ, thì người tu hành không bao giờ đi đến được mục tiêu cuối cùng. Bởi vì mình tu hành là đi ngược dòng đời. Sau đó ông thầy này mới rút ra một kết luận khác. Thầy nói rằng ngoài cái quy luật đó ra, còn có một cái quy luật khác quan trọng hơn, còn có một cái quy luật khác cần phải chiêm nghiệm và cần phải nhận xét nó một cách thấu đáo hơn. Quy luật đó là gì? Đó là chúng ta phải tìm ra được đâu là hòn đá cuội của đời mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta bỏ cát vào trước, cát á các Phật tử, bỏ vào cái keo trước thì không thể nào bỏ được hòn sỏi, không thể nào bỏ đá, không thể nào bỏ đá cuội. Lần lượt như vậy, nếu như chúng ta bỏ sỏi vào trước cũng không thể nào bỏ được những hòn đá cuội, mà bắt buộc là phải để những hòn đá cuội trước, đến những hòn đá, đến hòn sỏi, rồi đến cát, rồi đến nước. Phải đúng quy luật như vậy. Nếu sai quy luật đó thì chúng ta không thể nào nhét đây một cái keo với tất cả những cái chất liệu như thế. Như vậy, mỗi người sẽ có một hòn đá cuội riêng cho cuộc đời mình, tùy theo khả năng, tùy theo trình độ, tùy theo nhận thức, vân vân, tùy theo căn cơ của từng người mà chúng ta phải xác định cho được đâu là hòn đá cuội của đời mình, để rồi chúng ta phấn đấu, chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó trước. Ngang qua hình ảnh mà câu chuyện này mang lại, trở lại với đề tài này cũng vậy, thưa Phật tử. Giống như một người thợ gỗ đi vào trong rừng tìm cái lõi cây. Tất cả những hành giả dù xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng đang đi trên con đường giữa đêm trường mộng ảo tối đen này, giữa biết bao nhiêu là tham sân si tội lỗi của cuộc đời này. Chúng ta phải tìm ra cho được đâu là lõi cây của mình, đâu là mục tiêu, đâu là mục đích cuối cùng mà người con Phật hướng đến và phải thành tựu cho được. Nếu như chúng ta không xác định được mục tiêu này, chúng ta sẽ bị lạc giữa cái rừng mê, lạc mãi dù cho chúng ta đi tìm kiếm suốt cuộc đời cũng không bao giờ chúng ta tìm ra được mục tiêu, và tất nhiên không bao giờ thành tựu được nó. Các Phật tử có nhớ về cái trường hợp mà Đức Phật cũng đã từng liên hệ để cho các Phật tử thấy hay là chưa? Có một lần Đức Phật ví dụ như có một người đi vào trong rừng, đang lang thang trong rừng như vậy, chợt ở đâu có một cái mũi tên nó bay đến, nó ghim vào trong mình, tức là bị thợ săn bắn săn các con thú, nó bay lạc chúng vào trong cơ thể của mình. Lúc bấy giờ người có trí phải làm cái gì? Ngay lập tức người có trí phải rút mũi tên ra, tìm mọi cách để băng bó, để cầm máu. Còn đối với người ngu, họ làm cái gì các Phật tử? Họ bèn tìm cái
người nào bắn cái mũi tên này bay từ phương Đông, phương Bắc, phương Nam hay là phương Tây, làm bằng chất liệu gì, bằng đồng, bằng bạc, bằng chì, mũi tên này có tổng độc hay là không, vân vân. Đợi tìm hiểu một vài câu hỏi như vậy thôi thì họ cũng đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Đối với người ngu là như vậy, họ không tìm ra được cái cốt lõi trong vấn đề bị trúng tên là phải rút ra và phải trị thương. Cũng vậy, chúng ta là những người đang bị thương, chúng ta là những người đang bị những mũi tên của tham lam, của sân giận, của si mê đang ghim vào mình, những mũi tên của phiền não cuộc đời này đang ghim vào mình, những mũi tên của luyến ái, của dục vọng, của danh, của lợi. Tất cả những cái gì mà cuộc đời này mang đến ô nhiễm cho thân, cho tâm ta là những mũi tên. Chúng ta phải rút nó ra, chúng ta phải tìm cách để mà trị nó. Nếu không, chúng ta sẽ chết đuối giữa cuộc đời. Như vậy, nói tóm lại trong cái khái niệm về đề tài này, đi tìm lỗi cây là đi tìm mục tiêu cho việc tu hành. Như vậy, mục tiêu của việc tu hành của người Phật tử chúng ta là gì? Có rất nhiều mục tiêu, thưa quý Phật tử, mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhận diện cho được hai mục tiêu. Mục tiêu thực tế bây giờ và mục tiêu của ngày mai. Có hai cái mục tiêu đó. Mục tiêu của ngày mai nó khó, mục tiêu bây giờ nó dễ. Cái nào dễ thì mình làm trước, còn cái khó thì mình làm sao. Mục tiêu bây giờ là gì? Là làm sao mình sống được an lạc ở trong đạo pháp. Cái từ này rất là dễ các Phật tử, cái từ này dễ hiểu lắm. Sống an lạc rất là dễ hiểu, nhưng mà làm rất là khó. Và thành tựu sự an lạc rất là khó. Chúng tôi phải nhấn mạnh như vậy. Các Phật tử nhìn xung quanh mình toàn là những người bạn đạo, gọi là những người bạn đồng tu, cùng vào trong mái đạo tràng, cùng tu tập với mình. Nhưng mà không phải ai cũng được an lạc. Nhìn bao nhiêu là khuôn mặt thánh thiện, bởi vì mình vừa thọ giới pháp xong, rất là thánh thiện. Mình vừa tu tập, gọi là đi kinh hành ở trên chánh điện xong, tâm ai cũng tỉnh giác, khuôn mặt đều là hiện lên cái sự khát khao về giáo pháp. Nhưng mà trong nội tâm của từng người, chúng ta phải coi lại, trong nội tâm của từng người, trong sâu thẳm của từng người, không phải ai cũng được an lạc. Và trong cụ thể một con người của mình á, nhiều khi mình an lạc và nhiều khi một lúc mình không an lạc. Trạng thái tâm nó diễn ra vi tế theo từng sát na, từng giây, từng phút như vậy. Ví dụ như mình vào đây, mình sắp xếp chuyện gia đình mình vào mình tu á, mà không, mình không tỉnh giác. Ví dụ đang ngồi đây, cái mình lo ngày mai, trong một phút mình lo toan như vậy á, là mình không an lạc. Lo ngày mai mình ăn cái gì, lo ngày mai mình đi đâu, lo ngày mai mình gặp ai, lo ngày mai có những chuyện gì xảy ra cho cuộc đời của mình. Đó là chuyện đơn giản thôi. Chúng tôi chưa nói đến nợ nần, chưa nói đến những cái quan nghiệp về tình duyên, về con cái, về bổn phận, về trách nhiệm, thậm chí là về thi cử, công ăn việc làm. Như vậy khởi ra những tâm này là bởi vì cái điểm xuất phát ban đầu mình vào chùa, mình chưa có gửi lại những cái phiền não này. Muốn được sự an lạc trong từng giờ, từng phút mình đến chùa, là trước khi vào đây mình phải gửi lại gia đình mình, giữ hết tất cả những cái phiền não của mình. Mình nói với chồng mình, nói với con mình, nói với vợ mình là bữa nay tôi đi vào tịnh xá Lộc Uyển để tu. Ngay giây phút mình nói như vậy là mình phải gửi lại luôn. Đây là tham lam, đây là sân giận, đây là si mê, tôi gửi lại đó. Bởi vì nó không có mắt các Phật tử. Mai mốt mình về mình nhận lại, nó không có mắt. Mình tạm gửi là một ngày để mình yên tu.
Giây phút mình vào mình tu đây là mình đang thọ hưởng giáo pháp. Đây là giờ phút mình ăn, gọi là pháp hỷ thực, món ăn của pháp. Nhưng nếu như tâm của mình đầy những cái tham lam, những cái sân giận, những phiền não á, thì giống như người no bụng rồi, đâu thể nào nhét được một cái thức ăn gì khác, dù cho thức ăn đó ngon cỡ nào đi chăng nữa. Cho nên tâm vào nơi đây muốn an lạc cả ngày là phải gửi lại hết. Giờ phút này không phải là giờ phút lo toan, không phải là giờ phút tham lam, không phải là giờ phút sân giận. Mục tiêu của mình hôm nay là sự an lạc trong việc tu hành. Cho nên mỗi người, khuôn mặt của mình, thân tâm của mình làm sao phải thể hiện cho được cái chất liệu tu hành. Chất liệu tu hành này không phải mình giả ra được các Phật tử. Không phải mình giả ra, mình giả bộ, mình mỉm cười như vậy là an lạc, không phải đâu. Sự an lạc nó tỏ ra từ chính tâm hồn của mình mà không có một cái bút mực nào diễn tả. Chỉ có người có tu với nhau mới cảm nhận được mà thôi. Nó lạ như vậy. Và chúng tôi tin tưởng rằng với một Phật tử có tâm với đạo, chỉ cần các Phật tử có tâm tu một chút thôi là các Phật tử sẽ đạt được ngay. Bởi vì đạo do tâm thành mà có, chứ không phải là do kiến thức, không phải do trình độ, không phải do bằng cấp học vị mà có, không phải do tiền tài, không phải do quyền quý mà có, mà do tâm tu mới có. Cho nên mục tiêu hôm nay muốn được an lạc là tâm mình phải có tu. Đó là mục tiêu, đó là cái lõi cây của hôm nay, phải đạt được hôm nay sự an lạc. Như vậy còn mục tiêu tương lai là gì? Mục tiêu tương lai mà tất cả chúng ta cùng hướng đến, đó là sự giải thoát. Nói đến từ giải thoát á, là chúng ta phải mặc định hiểu rằng chúng ta là những người đang trói buộc. Bởi vì có trói buộc mới có giải thoát. Chứ nếu như các Phật tử và chúng tôi đây giải thoát hết rồi, chúng ta không bao giờ dùng từ giải thoát nữa. Mình nói với nhau, mình đồng ý với nhau, mục tiêu tương lai của mình ở kiếp sau, những kiếp về sau nữa là đạt được sự giải thoát, thì phải hiểu rằng hiện tại bây giờ chúng ta đang bị nhốt trong ngục tù. Các Phật tử biết ngục tù gì không? Ngục tù của cõi đời này. Gia đình là một loại ngục tù. Nó là nơi gọi là chiếc nôi để mang đến hạnh phúc cả đời cho mình nương tựa. Dù cho đi đâu, về đâu, gia đình vẫn là chiếc nôi suốt đời chúng ta nương tựa. Đó là nơi tình thương xuất hiện, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình phu thê, tình anh em, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng nó là một loại ngục tù của nghiệp. Cùng một gia đình là cùng một cộng nghiệp, nghiệp luyến ái. Mình luyến ái, mình thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, đó là nghiệp luyến ái. Trong cái nghiệp đó thì bắt buộc có thêm cái gì nữa à? Trách nhiệm. Tình thương luôn luôn đi liền với trách nhiệm. Rồi chúng ta mới thấy cái ngục tù như thế nào. Khi mà các Phật tử bắt chân lên để mà ngồi kiết già, trong giây phút đó tự nhiên cái ngục tù nó gọi mình, cái nghiệp của ngục tù nó gọi mình. Trong giây phút đó ví dụ như mình chợt nhớ về vợ và chồng là ngục tù đang gọi, nhớ về con và cháu ngục tù đang gọi. Mình ngồi đó tự nhiên mình nghe tiếng con, tiếng cái của mình nó gọi bà ơi, mẹ ơi, tự nhiên cái nghiệp luyến ái nó khởi lên. Con mình đang gọi, cháu mình đang gọi, tự nhiên tâm tu nó không còn nữa, chánh niệm không còn nữa. Cái mình niệm bây giờ là niệm về ái luyến. Như vậy có phải là ngục tù không ạ? Đó là ngục tù. Nếu như không khéo, cái chùa cũng là một loại ngục tù. Cái đạo tràng chúng ta tu đây cũng là một loại ngục tù. Nếu như chúng ta cố chấp vào tất cả những cái gì mà của đạo tràng này mang đến thì chúng ta bị trói buộc hết. Ví dụ như chúng ta bị trói buộc vào chỗ ngồi chẳng hạn. Cái chỗ ngồi các Phật tử, mỗi bữa vào chùa mình thích cái chỗ ngồi đó,
ngồi giữa điện Phật, một mình ngồi giữa điện Phật, mình nhìn lên có bảo tượng Phật ở trên đang gia hộ, đang nhìn xuống và hình như chỉ ngó ngay mình để chứng minh, để gia hộ cho mình, thích cái chỗ đó mình ngồi. Tự nhiên bữa đó mình đi trễ, có người khác ngồi chỗ của mình, mình phải ngồi né một bên khác. Tự nhiên bữa đó Phật nhìn bà đó không có nhìn mình, ngục tù nó đang gọi mình đó thôi. Tự nhiên cả một tiếng đồng hồ người ta tụng niệm lời kinh tiếng kệ siêu thoát thanh thoát như vậy, cả một tiếng đồng hồ đó miệng mình tụng nhưng mà tâm mình đang niệm về sân si, đang niệm về cái sự cố chấp về chỗ ngồi. Chúng tôi nói một cái ví dụ nhỏ như vậy để tiêu biểu, để thấy rằng nếu như chúng ta cố chấp vào bất kỳ một cái chỗ nào đi chăng nữa, dù là nhà, dù là chùa, thì chúng ta bị trói buộc hết. Chúng ta cần phải giải thoát, giải thoát khỏi những tâm niệm cố chấp nhỏ nhoi như vậy. Và từ đó các Phật tử phải thấy rằng, nhìn xa hơn một chút, thân thể này, cõi đời này là một sự trói buộc. Chúng ta trói buộc vào thân thể tứ đại, chúng ta trói buộc vào miếng ăn, chúng ta trói buộc vào cái uống, chúng ta trói buộc vào sự mặc, chúng ta trói buộc vào chỗ ở. Tất cả những cái sự trói buộc ăn mặc ở bệnh mà chúng ta mưu cầu một cách thái quá thì đều bị trói buộc, cần phải giải thoát khỏi nó. Giải thoát khỏi ăn là gì? Tức là ăn ngày một bữa, ăn chẳng chấp vị ngon, ăn chay lạc, ăn một cách là dù cho nhà bếp nấu cái gì, đãi mình cái gì đi chăng nữa, mình cũng thọ dụng, không có đòi hỏi, không có khen chê. Đó là khỏi sự trói buộc bởi ăn. Về nhà cũng vậy, lỡ mà Phật tử nào có một cái nhân duyên mà ăn ngon thường xuyên, được con cháu mình cung phụng đồ ăn ngon thường xuyên, hồi đó tới giờ ăn phải niêm đúng cái khẩu vị như vậy mình ăn mới vô, niêm cái khác là ăn không nổi. Phải thức ăn đó phải cái loại như vậy như vậy. Bây giờ mình học được cái này, mình phải giải thoát từ từ. Đó là mình đừng có chấp. Đối với nhà Phật là gì? Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Ăn để mà sống thì con cái nó dọn cái gì lên, miễn làm sao vừa đủ để no bụng để sống qua ngày là mình chấp nhận, không có mưu cầu. Bởi vì người ta mưu cầu về miếng ăn ấy, là đưa đến sự sát sanh. Mưu cầu về miếng ăn ngon dễ sát sanh, dễ lạm sát những chúng sanh. Rồi phải xa lìa về cái sự mặc, cái thời trang ấy là không có dành cho chúng ta nữa. Nhìn lại độ tuổi của mình đâu có biểu diễn thời trang nữa các Phật tử. Tóc cũng đã điểm xương, bây giờ đâu có biểu diễn thời trang. Cho nên cái việc mặc chỉ là che cái sự hổ thẹn của thân, để ngăn nóng, để ngự hàn, để che những cái lòi ruồi mũi cắn đốt. Mục đích của mặc áo quần là như vậy, chứ không phải để biểu diễn thời trang. Cho nên mình mặc cái vải vóc nào đơn sơ, gọn nhẹ là đủ. Không cần phải xe xua chân diện như là bà hoàng, như là công chúa. Không cần. Đó, chúng ta phải giải thoát từ từ như vậy. Nội giải thoát hai cái ăn cái mặc thôi, các Phật tử đã tự tại giữa cuộc đời. Giải thoát khỏi chỗ ở gia đình, nằm chỗ nào cũng được. Các Phật tử qua Ấn Độ chúng ta thấy cả gia đình, chồng con, vợ chồng con cái với trải một cái tấm vải ngủ kế con bò, chả có gì. Dù cho là nhiệt độ 5-6 độ, trời nắng là 4-50 độ, họ vẫn sống như vậy. Các Phật tử có duyên đi, gọi là đi Phật tích bên Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rất là tự tại. Và về thuốc men trị bệnh, có bệnh thì mình uống, không có bệnh thì thôi. Không có gì phải lo sợ phải dùng những cái thuốc bổ dưỡng quá đà. Giải thoát khỏi bốn vấn đề này, các Phật tử đã giải thoát một cách rất lớn ở cuộc đời. Chúng ta phải tập giải thoát như vậy, bởi vì một ngày nào đó thời gian nó tự giải thoát mình khỏi cuộc sống này mà thôi. Tức là làm sao các Phật tử? Nói văn chương như vậy để cho hiểu là gì? Là chúng ta chết đó. Chết đi rồi, tất cả những cái miếng ăn, những cái áo mặc,
những cái ngôi nhà sang trọng và bao nhiêu thuốc men mình dự trữ, mình phải gửi lại cuộc đời. Cho nên chúng ta không có giải thoát bây giờ, không tập giải thoát, mai mốt mà để thời gian cuộc đời nó giải thoát mình không sẵn sàng, lúc bấy giờ mình rất là đau khổ, dễ dính mắc tâm và dễ bị tái sinh trở lại để mà giữ của. Trong kinh điển nhà Phật đã kể ra rất nhiều câu chuyện, nhiều ông trưởng giả chôn vàng ở dưới gầm giường, liên tiếc quá phải đầu thai trở thành con chó trong nhà mình để trở lại giữ của. Cho nên không giải thoát được ngay bây giờ, mai mốt để thời gian nó giải thoát làm mình đau khổ lắm. Cho nên phải tập lành. Đó. Cho nên hướng về cái sự giải thoát ở kiếp sau, bây giờ chúng ta phải khởi lên tâm để hướng về nó. Phải làm tất cả mọi sự thiện lành tu tập hướng về con đường giải thoát ở ngày mai. Chúng ta đã phấn đấu mấy chục năm cho cuộc sống này rồi, đủ rồi các Phật tử. Đủ để phấn đấu vì công danh, vì sự nghiệp, vì lợi lộc, vì gia đình, vì con cháu rồi. Bây giờ là giây phút để chúng ta phấn đấu cho đời sau của mình. Nếu như chúng ta có tin về nhân quả, tin về kiếp sau, đây là giây phút chúng ta phải phấn đấu. Ai ơi gắn ở cho lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Ăn ở cho lành, cái lành ở đây là giữ về các giới thiện lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất say sưa. Đây là các việc gọi là ở cho lành. Như vậy, ở trong cái phần nói về mục tiêu, mục tiêu bây giờ là sự an lạc trong những giờ phút tu hành, trong đời sống, trong kiếp này. Còn mục tiêu và tương lai là sự giải thoát. Tuy nhiên, khi đi vào trong việc tìm kiếm mục tiêu, nó chia ra rất nhiều hạng người các Phật tử. Trên bước đường mà tìm cầu một cái mục tiêu gọi là cái cốt lõi cho cuộc sống này, có rất nhiều hạng người lầm tưởng về mục đích cuối cùng của mình. Và khi thành công một cái mục đích nào đó, người ta hay tự hào, hay tự mãn, và hay dừng lại, không tiếp tục tìm kiếm một cái mục tiêu cao quý hơn. Trong bài kinh sau đây, lời Đức Phật dạy sẽ mang đến cho chúng ta những người đi tìm lõi cây, những người đi tìm mục đích mà bị lầm lạc và không bao giờ tìm được lõi cây, không bao giờ tìm được mục đích cuối cùng. Đó là một bài kinh mang tên là Đại Kinh Ví Dụ Cái Lõi Cây, được trích từ trong Kinh Trung Bộ tập 1. Bài kinh này được Đức Phật giảng thuyết cho chư vị tỳ kheo. Ngang qua bài kinh, chúng ta sẽ có một cái chi kiến về những người đi tìm lõi cây, và ngang qua đó chúng ta phải nhìn lại mình. Ở trong bài kinh này có nói đến năm hạng người. Chúng ta cần phải khéo suy nghĩ, khéo tư duy để coi mình đang là hạng người nào trong năm hạng người này. Chứ không phải nói năm hạng người này mình nghĩ là chắc người nào đâu. Chắc nói người ta không phải nói mình. Không phải đâu các Phật tử. Đang nói về mình. Học là mình phải soi sáng thân tâm mình, giống như ngọn đèn đi soi sáng vào trong bóng tối vậy. Mình soi sáng lấy mình chứ không phải người ta. Bởi vì mình tu cho ai à? Tu cho mình. Tu cho mình thì phải tự soi sáng lấy mình. Mình nghe này mình phải biết là đang nói về mình, chứ đừng nghĩ về ai. Hạng người thứ nhất giống như là một người thợ gỗ đi vào trong rừng. Anh ta đi đến rừng thấy một cái cây rất là lớn. Trong cái cây này có lõi cây, cây cổ thụ có lõi cây. Nhưng mà anh ta không biết như thật về lõi cây. Đáng buồn là như vậy. Đáng buồn đứng trước một cái cây cổ thụ có lõi cây, nhưng mà không biết như thật về lõi cây là cái gì. Anh nhìn lên thấy bao nhiêu là cành lá xum xuê đẹp đẽ, nghĩ rằng cành lá là lõi cây.
Cho nên là cố gắng leo lên, chặt biết bao nhiêu là cành lá, bó lại mang về, vừa đi vừa hoan hỷ vừa vui sướng lên. Ta đã tìm được lỗi cây, ta đã tìm được lỗi cây. Người có trí, một người trí thức đưa ngoài nhìn vào và chợt cảm thấy buồn cười cho anh thợ gỗ này. Người ấy nói rằng anh này thật là ngu si, mới có tìm được cành lá mà cứ nghĩ rằng tìm được lỗi cây, vừa đi vừa hoan hỷ lên ta đã tìm được lỗi cây, nhưng mà thực ra chưa tìm được lỗi cây. Hạng người này tượng trưng cho ai các Phật tử? Tượng trưng cho một vị hành giả trên bước đường đi tầm đạo, với cái tâm thiện lành ban đầu, với cái bồ đề tâm phát khởi ban đầu, vào trong đạo tràng, vào trong sự tu tập thì được mọi người ca ngợi, được mọi người tán dương. Khi được mọi người ca ngợi, mọi người tán dương là thành tựu về danh, thành tựu về lợi. Được danh được lợi như vậy, tự nhiên cảm thấy tự mãn, cảm thấy hoan hỷ. Khi mà tự mãn, khi mà hoan hỷ, nó xuất phát thêm một cái cực kỳ nguy hiểm, đó là gì? Đó là tự khen mình và tự chê người. Khi tự mãn, khi tự khen mình, khi tự chê người, người này không có tinh thần cầu đạo, không phấn đấu nữa, người này trở thành mê say với danh lợi mình đạt được, đắm nhiễm trong đó, phóng dật, và cuối cùng là gì? Bị sự chướng ngại của cuộc đời, không bao giờ thành tựu được mục đích giác ngộ. Chúng ta thấy cái hạng người này dường như đang nói đến mình, các Phật tử à, dường như đang nói đến mình. Với cái tâm ban đầu khi mình mới mà gọi là quy tam bảo thành người Phật tử á, mình đi chùa ăn chay niệm Phật làm lành lánh dữ, dường như mọi người rất là ca ngợi mình. Không ca ngợi sao được? Ví dụ như hôm nay một ngày như thế này, nếu như có nghỉ, người ta phải ở nhà với con với cháu, ông bà con cháu quây quần lại rồi nấu ăn, rồi ca hát, rồi hoặc là đi dã ngoại, đi cắm trại, đi xem phim, đi du lịch chẳng hạn, vân vân. Thế mà cái cô đó, cái bà đó bỏ thời gian công sức vào trong chùa để làm cái gì? Để ăn chay, để niệm Phật, để tu hành. Tự nhiên người ta cảm thấy có một cái gì đó nể phục, ca ngợi lên. Nhà đó đúng là đạo đức, nhà đó đúng là tu hiền, ăn hiền, ở lành, làm gương cho con, cho cháu. Ca ngợi lên, họ có cảm tình, họ đến, họ tán dương mình lên. Và khi mình nghe được cái lời tán dương, lời ca ngợi, với cái tâm niệm mà gọi là thường tình của thế gian, ai mà không thích? Có thích, có Phật tử thích khen hay thích chơi? Ai cũng thích khen. Khen đúng, khen sai gì, miễn mà người ta khen là mình khoái. Phải không ạ? Khen đúng, khen sai gì, hỏi người ta khen là tự nhiên mình khoái lên, mình cảm thấy như là chắc mình đã thành thánh, thành Phật gì rồi. Cho nên là người ta ca ngợi, người ta đưa mình lên trên mây xanh. Tự mãn. Thay vì nghe lời người ta khen như vậy, mình cảm thấy đây là một cái sự khuyến khích để mình tiếp tục mình tu, thì có những người dừng lại, cảm thấy như là mình đã thành công. Thành công. Khi mà một người bằng lòng với sự thành công, luôn luôn xuất hiện cái sự tự mãn. Tự mãn á các Phật tử, tự mãn là tôi là mỗi tháng, tháng nào cũng đi chùa, ăn chay là một tháng 4 lần, 10 lần, hoặc là ăn chay trường luôn. Còn những người khác hình như là thấy ít hơn, tự nhiên mình tự mãn. Mới có niệm Phật được một hai câu, quay sang nhìn người ta là nói tại sao mở miệng ra lúc nào cũng sân si, không chịu niệm Phật như tôi nè. Tự mãn. Chúng tôi nói những cái lời tiêu biểu như vậy để chúng ta nhìn lại, chúng ta thành tựu được cái tiếng khen chỉ mới là cành lá của phạm hạnh, chưa phải là phạm hạnh thật sự. Đây là cái quả báo tự nhiên.
quả báo tự nhiên người ta, người nào mà có giữ giới, người nào mà có sự tu tập, tự nhiên bao nhiêu người hoan hỷ, người ta khen mình, đó là chuyện tự nhiên. Cuộc đời ai mà không khen những người làm tốt, ai mà không đi chơi những kẻ xấu, đó là chuyện tự nhiên của dòng đời. Nếu như chúng ta bỏ cái tâm cố chấp vào trong nó, là chúng ta đang bị trói buộc bởi danh, bởi lợi. Danh nó kèm theo lợi. Ví dụ như thay vì bình thường người ta không cho mình cái gì hết, của cả trong nhà mắc đâu mà cho người ngoài. Nhưng mà thấy một người có tu, thấy một người hiền từ đức hạnh như vậy, người ta mến mộ, nhiều khi người ta cũng cho đồ mình, cho tiền, cho đồ ăn, cho thức uống thôi mà. Tức là thành tựu danh, thành tựu lợi. Cái này chỉ là quả báo bình thường. Khi mình tu hành nó sẽ có. Nó không phải là cái mục tiêu để chúng ta nắm giữ. Bởi vì quy luật của cuộc đời nó là cái gì các Phật tử? Người ta khen mình được, nghĩa là người ta chơi mình được. Ghê lắm. Mình sa ngã vào lời khen tiếng chơi là mình chẳng khác nào trò chơi của họ. Họ muốn mình vui, họ khen. Họ mà muốn mình buồn á, họ thử mình, nó thử coi cái bà này tu tới đâu á, lại chơi mình. Mình sa ngã vào đó là tự nhiên con đường tu của mình mắc hết. Cho nên phải cảnh tỉnh lại. Rồi đến hạng người thứ hai, cũng có một hạng người đi tìm lõi cây. Người này đi vào trong khu rừng, đứng trước một cái cây rất lớn có lõi cây. Người này rút kinh nghiệm từ cái người trước, bỏ qua cành lá. À, cành lá lúc trước bị ông kia ông chơi rồi, kia ông chơi cành lá là không phải lõi cây. Cho nên người này rút kinh nghiệm, bỏ qua cành lá, không có leo lên, không có chặt bao nhiêu là cành lá nữa, mà là lấy một cái khác. Đó là cái gì các Phật tử biết không? Đó là lột vỏ bên ngoài của cây. Lột vỏ bên ngoài của cây, bó lại mang về, vừa đi vừa hoan hỷ. Ta đã tìm được lõi cây, ta đã tìm được lõi cây. Và với cái sự lầm lạc như vậy thì người trí biết về lõi cây mới chơi trách rằng ông này đúng là ngu si tà kiến, chỉ mới có lấy vỏ ngoài của cây thôi mà đi tự ca ngợi, tự hoan hỷ lên tìm được lõi cây, thực chất là chưa tìm được lõi cây. Người này tượng trưng cho ai các Phật tử? Tượng trưng cho hạ người thành tựu được giới pháp. Thành tựu giới pháp với một cái tính tâm trong sạch, phát lòng tin dũng mãnh vào trong đạo tràng, thành người Phật tử thọ trì năm giới pháp. Cụ thể hôm nay là chúng ta thọ trì được 8 giới bát quan trai giới, 8 giới. Giữ một cách trong sạch, thành tựu giới pháp tức là giữ gìn một cách trong sạch. Khi mà thọ trì rồi không vi phạm một giới nào, thành tựu. Thành tựu giới thì sao các Phật tử? Được mọi người khen ngợi. Và người này thỏa mãn với sự thành tựu giới pháp của mình. Thỏa mãn. Nghĩ rằng là thành tựu giới như vậy chắc là mình đã thành công, đã đạt được mục tiêu, đã đạt được cốt lõi rồi. Rồi người này mới xuất hiện một cái tâm gọi là tự mãn. Tự mãn tức là tự bằng lòng, tự cảm thấy là đầy rồi, cảm thấy vừa đủ rồi. Cho nên là xuất phát thêm một cái tâm nữa là gì? Khen mình và chơi người. Và dường như cái này là cái bệnh chung thưa quý Phật tử. Dường như là cái bệnh chung của những người giữ giới hay sao? À, người càng giữ giới càng cố chấp. Càng giữ giới càng cố chấp thì càng hay chơi người khác. Chơi người ta không có giữ giới, hay là gọi cái từ chúng ta hay nghe trong đạo tràng đó, là hay bắt giới người khác, bắt lỗi người khác. Bắt lỗi bên ai là gì? Bên ai tu bác quan trai giới, sao bà đi nhiều chuyện,
tu bá quan trai giới sao là ăn chiều, tu bá quan trai giới sao mà đi đấm thọc đầu này đấm thọc đầu kia, sao mà thế này thế nọ, trong khi đó đó không phải là công việc của mình. Giới đặt ra cho người ta tuân thủ, chứ không phải đặt ra giới để mình lấy mình đi bắt lỗi người khác. Chuyện đó không phải chuyện của mình và không phải mục tiêu mà Đức Phật chế giới. Mục tiêu Đức Phật chế giới cho Phật tử hay là cho những người xuất gia là để làm gì? Để thanh lọc ác pháp. Thanh lọc như thế nào các Phật tử? Cũng như nước nè, nước được trong như thế này là phải được sự thanh lọc. Nước ban đầu lấy từ dưới sông lên rất là dơ bẩn, phải qua một cái bộ máy thanh lọc hết bao nhiêu là cáu cặn của nó, rồi người ta phải qua xử lý bằng tia cực tím hay là các loại máy móc để sát trùng sát khuẩn gì đó, cuối cùng mới đạt được nước trong mình uống được như thế này, đảm bảo chất lượng vệ sinh, không bị đau bụng, không bị tiêu chảy gì đó, vân vân. Thì thân tâm chúng ta cũng vậy, nhờ giới luật nó thanh lọc ác pháp của thân. Thanh lọc gì? Thanh lọc sát sanh, thanh lọc trộm cắp, thanh lọc tà dâm. Đó là những cáo bạn của tâm đó. Giới luật thanh lọc làm cho thân tâm của mình trong sạch. Thanh lọc miệng của mình, nói dối, ác khẩu, thiêu dệt, đâm thọc, bốn cái pháp đó. Thanh lọc làm cho miệng của mình trở nên ái ngữ thanh tịnh. Thanh lọc tâm là gì? Loại bỏ tham lam, sân giận và si mê. Như vậy thân khẩu ý của mình được thanh lọc bởi giới là mình phải cố gắng nỗ lực thành tựu, làm sao cho tròn, cho xứng đáng. Người ta nói rằng á, đạt được thì khó mà giữ nó càng khó hơn. Mình thành tựu giới pháp, mình thanh tịnh rồi, phải cố gắng làm sao cho thanh tịnh từ khi mình thọ giới cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay. Đó mới là việc làm đúng pháp của người Phật tử. Chứ không phải mình thấy mình trong sạch mà giữ giới được rồi, mình xây ngang mình dòm, mình ngó, mình coi cho người ta có lỗi có lầm gì không mình đi bắt. Như vậy là con đường đi đến phạm hạnh của mình ngay lập tức bị chặn đứng. Bao nhiêu phước báo vừa giữ giới mất hết, bao nhiêu sự trong sạch mình giữ giới ban đầu bây giờ mất hết. Mình trở thành một con người cáo bặn như xưa, và thậm chí là coi chừng là tội lỗi hơn. Cho nên phải cẩn thận, thành tựu giới pháp chưa phải là mục đích cuối cùng. Chúng ta sang hạng thứ ba. Có hạng người thứ ba các bà tử. Hạng người thứ ba cũng đi vào trong khu rừng để mà tìm lõi cây. Anh này bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài, rồi tự nhiên anh lấy vỏ bên trong, bó lại đem về. Có tự biết vỏ trong không? Vỏ trong là vỏ mỏng bên trong. Ở miền Tây mình hay có một cái cây gọi là cây còng. Các Phật tử biết cây còng không? Cái này là dễ hiểu nhất. Cây còng nó có một cái vỏ, lớp vỏ ngoài dễ bong ra. Hồi nhỏ chúng ta hay lột vỏ chúng ta chơi. Rồi sau cái vỏ ngoài bong ra như vậy, nó có những cái lớp mỏng bên trong, cái vỏ mỏng bên trong. Hay là chúng ta gặp cây tràm chẳng hạn, nó có nhiều lớp vỏ, vỏ dày xù xì bên ngoài, rồi có những cái lớp mịn màng bên trong, gọi là vỏ trong. Người này lấy bao nhiêu lột bao nhiêu là vỏ trong, đổ bao nhiêu công sức cả ngày như vậy, bó lại vác về, hoan hỉ lên, ta đã tìm được lõi cây. Thì người có trí biết về lõi cây mới bắt đầu chơi trách tiếp: ông này đúng là ngu si, mới tìm được cái vỏ trong của cây vậy mà hoan hỉ, vậy mà tự ca ngợi lên, mình đã tìm được lõi cây, thực chất chưa tìm được lõi cây. Người thứ ba này tượng trưng cho một hành giả trên con đường tu tập, vượt qua được cành lá của phạm hạnh bởi danh bởi lợi, vượt qua được sự tự mãn trong giới pháp, thì thành tựu được thiền định. Khi thành tựu được thiền định rồi, người này trở nên tự mãn, kèm theo tâm tự ca ngợi mình và đi chê bai người khác. Khi tự ca ngợi mình, chê bai người khác, con đường đi đến sự
giải thoát bị ngưng trệ lại, và cuối cùng là rơi khỏi con đường giác ngộ. Đó là nói về hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba này cũng rơi vào trường hợp coi chừng có mình trong đó, thưa quý Phật tử. Thiền định là gì? Thiền là linh hồn của Phật giáo. Tất cả chúng ta phải tu thiền mới thành đạo. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền mới thành Phật. Các vị tổ sư như ví dụ như là Bồ Đề Đạt Ma cũng phải ngồi thiền mới thành Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang cũng vậy, ngồi thiền 7 ngày 7 đêm ở Mũi Nai Hà Tiên, cuối cùng mới thể nhập vào chân như thành đạo đắc quả. Tất cả ai cũng phải đi vào con đường tu thiền mới thành hết. Thiền là con đường dễ tu dễ chứng, phù hợp với mọi căn cơ, với mọi trình độ. Tu thiền không đòi hỏi là kiến thức, không đòi hỏi là trình độ của thế gian. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Chúng ta có tâm tu thiền và có thiền sư hướng dẫn đúng pháp thì chúng ta sẽ thành tựu thiền, thành tựu quả chứng của thiền. Cái điều đáng nói ở đây là gì? Những người thành tựu về thiền định cảm thấy tự mãn. Cái đời bây giờ á, mà tìm được một người gọi là chứng thiền rất là khó các Phật tử. Vẫn tồn tại nhiều bậc chứng thiền trên thế gian, từ sơ thiền đến tứ thiền, thậm chí là đến bốn tầng thiền của vô sắc, bốn tầng thiền của sắc, của vô sắc, vân vân. Nhưng mà chúng ta hiếm có cơ hội gặp các ngài, chúng ta không có nhân duyên gặp các ngài, rất là hy hữu. Còn thời Đức Phật ngày xưa tu thiền là thành tựu rất nhiều. Hàng ngoại đạo tu thiền vẫn chứng thiền. Đơn cử như là ông A-la-lam và Úc Đầu Lâm Phất. A-la-lam là Úc Đầu Lâm Phất, hai vị thầy đầu tiên dạy đạo sĩ Cù Đàm tu tập. Hai ông này chứng thiền. Ông chứng là vô tưởng hữu xứ, ông tướng là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và khi họ chứng thiền như vậy á, họ cứ ngỡ rằng đã đạt được mục đích tối hậu của cứu cánh. Nhưng mà không ngờ rằng đó chưa phải là mục đích cuối cùng. Cho nên đạo sĩ Cù Đàm đến tu thời gian thành tựu rồi cũng phải bỏ đi, tìm ra con đường trung đạo. Chúng tôi nói như vậy để trở lại vấn đề ở đây. Mục đích của tu thiền là để cho tâm định tĩnh rồi sử dụng tâm. Sử dụng tâm định tĩnh đó để thành tựu chánh tri kiến, chứ không phải thành tựu quả chứng của thiền là mục đích cuối cùng của người tu. Nếu như Phật tử ở đây chúng ta có phát tâm tu thiền mà đạt được những cái quả chứng gì đó, đừng bao giờ tự mãn. Nói xa một chút, chúng ta tu các pháp nào đi chăng nữa, ví dụ như tu về niệm Phật mà chúng ta có nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn, cũng đừng tự mãn. Nhiều Phật tử chúng tôi đã thấy, đã nghe họ, họ đã trình bày với chúng tôi nè, họ niệm Phật đến độ họ không còn thấy hơi thở nữa, mà thở ra là họ thấy tiếng niệm Phật, hít vào họ thấy tiếng niệm Phật. Họ đạt đến trình độ cao như vậy, không còn thấy hơi thở nữa mà thấy là cái tâm chánh niệm, thấy rõ ràng. Nhiều người tu thiền mà thấy được tương lai gần. Nhiều người có linh tánh thấy được tương lai gần. Họ có linh cảm chuyện gì xảy ra là tự nhiên hôm sau xảy ra y như vậy. Đây là sự định tĩnh của tâm. Như vậy thành tựu những cái hiện tượng như thế á, chưa phải là mục đích cuối cùng, chỉ là những cái quả báo, những cái ấn chứng tự nhiên. Tu thì đến một thời gian nào đó tâm định tĩnh sẽ đạt được những cái trạng thái như thế. Đạt được trạng thái như vậy rồi, chúng ta phải tiếp tục tinh tấn tu lên, chứ không phải tự mãn vào trong đó. Để không phải là tự ca ngợi à, tối hôm qua là tôi nè niệm 1000 tiếng Phật, tôi là tôi ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ không mỏi chân. Mình tự như vậy là tự ca ngợi mình. Bên trong những cái từ ca ngợi mình như vậy nó kèm theo cái gì các Phật tử có biết hay là không? Đó là coi thường người khác. Tự ca ngợi mình là tự nhiên kèm theo cái tâm coi thường người ta, nghĩ rằng chắc người ta tu
một đêm chắc không được 1000 tiếng Phật như mình, ngồi chắc không được 1-2 tiếng đồng hồ như mình, chắc tu yếu hơn mình. Rơi vào trường hợp như vậy là tội nghiệp cho mình. Mình đang tự mãn, mình đang chơi người khác, thấy người ta giải đãi, người ta ngồi ngã tới ngã lui, người ta ngồi đổi chân, người ta giải đãi đó vân vân, tự nhiên mình chơi, mình khởi cái tâm chơi thôi, phước báo mất hết, và con đường đi đến sự an lạc giải thoát cũng dừng lại đó. Dừng lại đó là coi như xong rồi, coi như là mình chỉ lấy được vỏ cây để trả được cái lỗi cây. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng. Rồi đến hạng người thứ tư là gì? Người thứ tư cũng đi vào trong rừng để tìm lỗi cây, bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài, bỏ qua vỏ trong. Và họ lấy cái gì? Họ lấy thịt cây. Thịt cây hay còn gọi là giác cây, trong kinh điển gọi là giác cây. Phần thịt ở bên ngoài nối liền từ cái lõi cây ra ngoài da, ngoài vỏ, gọi là giác cây. Họ lấy giác cây, bao nhiêu là giác cây như vậy, họ bó lại, họ vác về, hoan hỷ ca ngợi lên: ta đã tìm được lõi cây, ta đã tìm được lõi cây. Người có tri kiến hiểu về lõi cây lập tức chơi bai họ: người này đúng là ngu si, mới tìm được giác cây mà nói là tìm được lõi cây, tự ca ngợi, tự hoan hỷ lên, thực chất chưa tìm được lõi cây. Hạng người thứ tư này tượng trưng cho ai các Phật tử? Tượng trưng cho một hành giả tu tập đạt được tri kiến, đạt được trí tuệ, bằng lòng với tri kiến, bằng lòng với trí tuệ, cảm thấy tự mãn và tự nhiên tự ca ngợi mình và đi chơi bai, quỷ nhục người khác. Người này bị chặn đứng về con đường giác ngộ và không bao giờ thành tựu được mục tiêu tối hậu là sự giải thoát. Tri kiến là gì các Phật tử? Tri kiến là sự hiểu biết. Tri là biết, kiến là thấy. Tri kiến là sự thấy biết. Tri kiến là phải đi lên từ sự trí tuệ. Tri kiến thế gian tích góp qua kinh nghiệm sống, tri kiến thế gian tích góp qua sự học tập, qua sự nghe, qua sự nói, qua sự bắt chước, gọi là tri kiến thế gian. Còn tri kiến gọi là chánh tri kiến của nhà Phật á, là phải thành tựu từ sự thiền định nó có. Phải thực tập thiền định, thành tựu thiền định, đạt đến những trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà tâm đã định tĩnh nhu nhuyến, dẫn tâm hướng tâm để nhận ra thấy được sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thấy được tứ diệu đế như vậy, thành tựu chánh tri kiến, đó mới là cái chánh tri kiến. Còn cái tri kiến nói ở đây chỉ là tri kiến tích góp qua sự nghe, qua sự học, qua sự bắt chước. Cái tri kiến từ cái kinh nghiệm như vậy mà chúng ta cảm thấy tự mãn thì cảm thấy hết sức là tội nghiệp cho bản thân mình. Tri kiến này dễ thành tựu. Với một người có linh tánh một chút, với một người có tâm lanh lợi một chút, với một người thông minh một chút, học bao nhiêu kiến thức là mình hiểu hết. Ví dụ như mình nghe tri kiến về thiền chẳng hạn, chỉ cần nghe một vị thiền sư hướng dẫn cho mình các bước mà thiền, gọi là nhập thiền, gọi là trụ thiền, gọi là xuất thiền, mình hiểu hết. Hiểu như vậy chỉ là cái tri kiến bằng sự học tập, bằng sự tích góp qua người khác. Như vậy ai mà không đạt được? Có sự thông minh một chút là đạt được hết. Nó không phải là sự thành tựu mà dẫn tâm hướng tâm thấy được bốn cái sự thật. Như vậy mà chúng ta tự mãn vào trong đó thì rõ ràng con đường đi đến sự an lạc giải thoát bị chặn đứng. Nguy hiểm hơn là tự nhiên cảm thấy mình có những kiến thức một chút như vậy, ca ngợi lên, tự ca ngợi bản thân mình và đi chơi bai những người khác. Chơi người khác chắc người ta độn căn, liệt tuệ gì đó. Chơi như vậy là coi như mình mới là người không có tri kiến, rất là nguy hiểm.
Cho nên thành tựu về tất cả các pháp như là giới luật, như là thiền định, như là trí tuệ, chúng ta cần phải cẩn trọng. Cần phải cẩn trọng trong tất cả mọi vấn đề. Mình học được bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải hiểu rằng đây là phương tiện để mình hiểu đạo, để mình tu. Trong kinh Xà Dụ hay là kinh ví dụ con rắn, Đức Phật đã dạy rồi, chánh pháp đến một lúc nào đó còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp giống như là thuyền, như là bè để chúng ta bơi qua bờ sanh tử vậy. Có người nào mà dùng chiếc bè, dùng chiếc thuyền để mà qua sông rồi vác chiếc bè đó đi hay là không? Có ai bơi qua sông tự nhiên mình khiêng cái chiếc xuồng đi theo hay là không? Bởi vì nó quý quá, nó đưa mình đi qua bên sông. Nhưng mà không biết rằng mình qua sông là mình đã hết giá trị sử dụng rồi, không cần mang theo. Chánh pháp cũng vậy, cái giá trị là mang đến sự giải thoát cho mình. Giải thoát rồi buông bỏ nó. Cho nên không có lý do gì để mình cảm thấy tự mãn với cái chi kiến này cả. Cho nên mình phải cẩn trọng điều đó. Rồi đến hạng người thứ năm, hạng người cuối cùng đi tìm lỗi cây. Người này biết về lỗi cây, bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua giác cây, bỏ qua thịt cây đó. Họ đã lấy được lỗi cây, mang lỗi cây về một cách vui vẻ hoan hỷ. Ta đã tìm được lỗi cây. Người có trí biết về lỗi cây ca ngợi người đó rằng người này là người có trí tuệ biết về lỗi cây, đã tìm được lỗi cây. Hạng người thứ năm tượng trưng cho một con người không hoang lạc trong cái danh lợi. Vì ấy hành trì giới luật một cách thanh tịnh, thực tập các pháp tu thiền định, thành tựu trí tuệ, dùng tất cả các thứ này để hướng đến sự giải thoát. Hạng người thứ năm tượng trưng cho một con người không hoang lạc trong cái danh lợi. Vì ấy hành trì giới luật một cách thanh tịnh, thực tập các pháp tu thiền định, thành tựu trí tuệ, dùng tất cả các thứ này để hướng đến sự giải thoát. Quan trọng trong cái người này, các Phật tử thấy có một điều giống nhau là gì? Đó là thành tựu tất cả các pháp gì? Họ không có tự mãn. Dù cho được người ta khen, họ không tự mãn. Dù cho thành tựu giới luật trong sạch, họ không tự mãn. Thành tựu các pháp tu thiền định, các thiền chứng gì đó, họ không tự mãn. Thành tựu tri kiến trí tuệ, họ không tự mãn. Do tính chất không tự mãn cho nên họ tiếp tục tinh tấn phấn đấu cho đến khi đạt được sự giải thoát cuối cùng. Đây là hạng người đã tìm được lõi cây, người đã thành tựu được mục tiêu sống, người đã đạt được mục đích sống, mục đích trên cuộc đời, mục đích của hành giả tu đạo. Đây là hạng người chúng ta phải tiến đến, thưa quý Phật tử. Đạo tràng này lập lên, đạo tràng này mở ra là tạo điều kiện cho quý Phật tử xuất gia một ngày. Không phải là cái đạo tràng mở ra để cho các Phật tử vào đây hoan hỷ về danh về lợi. Mục đích cuối cùng là đạt được sự an lạc, sự giải thoát. Thì như vậy mục tiêu chúng ta phải hướng đến đó. Đừng có cố chấp, đừng có cố chấp vào một cái chỗ ngồi, đừng có cố chấp vào một cái lỗi lầm của người khác. Ai làm gì là chuyện của người ta. Người ta nói là gì? Ai ăn nấy no, ai tu nấy nhờ. Người có tri kiến, người có sự hiểu biết là phải như vậy. Mắc gì mà mình đi dòm ngó, đi nói người này người kia. Chuyện của mình hãy cố gắng lên. Mình đã thành tựu sự an lạc giải thoát được bao nhiêu, mình phải lo cái đó kìa. Mình phải lo cái đó rồi mình đừng có tự mãn để mình phấn đấu. Chứ không phải là mình đạt được chút xíu rồi mình dòm, mình ngó, mình cảm thấy tự mãn, mình chê bai người khác. Như vậy con đường đi đến mục tiêu của mình là bị lạc đường. Bị lạc đường. Nói tóm lại thì kính thưa quý Phật tử, con đường tu học của tất cả mọi người là cả một cái quá trình.
là cả một cái quá trình phấn đấu cả đời này. Các Phật tử hãy hình dung đi, từ khi mình bước chân vào con đường quy trở thành người Phật tử, mình phải trải qua mấy chục năm lăn lộn ở trong cuộc đời, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, bao nhiêu những nhiễm mô hay là trong sạch gì đó, mình trải qua hết rồi. Rồi mình tu được 10 năm, 20 năm là mình chết. Bởi vì chúng ta lớn tuổi, tu được 10 năm nữa, 20 năm nữa, mình phải từ giã cuộc đời này mình đi, rồi mình tái sanh lại, rồi mình tiếp tục lăn lộn mấy chục năm, rồi mới quy y thành Phật tử. Rồi tu được vài năm cái mình cũng chết nữa. Như vậy quý Phật tử nghĩ cả một đời mình tích góp được bao nhiêu công đức, một đời mình tích góp được bao nhiêu sự an lạc, sự giải thoát. Nếu như không phấn đấu từng giờ từng phút như thế này thì chưa chắc kiếp sau mình tái sanh là được làm người nữa kìa. Cho nên cái kiến thức ngang qua cái đề tài đi tìm lỗi cây hôm nay á, là cung cấp cho các Phật tử một tinh thần không được mệt mỏi. Chúng ta phải cố gắng phấn đấu như là một chiến sĩ ra trận vậy, phải làm sao chiến thắng được tất cả quân giặc thù, tham lam, sân giận, si mê, tật đố, phiền não vân vân. Chiến thắng mà không được tự mãn. Tích góp công đức một ngày, mình phải hiểu rằng đây là phước báo mình dành dụm một ngày. Hãy hoan hỷ với nó, hoan hỷ mà không tự mãn. Quan trọng là không được chơi bai tất cả những người khác. Mình chơi người đang tu là mình có tội rất là lớn. Cho nên mình phải tự biết bổn phận của mình, tự biết tập nghiệp của mình, tự biết căn tánh của mình. Rồi từ đó âm thầm phấn đấu tinh tấn đi lên. Có được tinh thần như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi ngày, mỗi giờ các Phật tử được an lạc trong hiện tại, và trong tương lai về sau, sự an lạc, sự giải thoát sẽ nằm trong tầm tay của tất cả mọi người. Bài học hôm nay cung cấp cho các Phật tử một kiến thức như vậy. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi Phật tử sẽ nhìn nhận ra được một bài học, một giá trị sống, và mỗi người sẽ áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình, áp dụng vào từng căn cơ, từng trình độ của mình những pháp nào phù hợp, để rồi từ đó mình phấn đấu đi lên. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong cửa đạo ở ngày mai, gặp nhau trong sự an lạc giải thoát của đạo Phật. Cầu nguyện cho quý Phật tử hôm nay có được một ngày tu học an lành tinh tấn, và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh cho công đức tu hành của quý Phật tử được viên mãn trọn vẹn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.